Dạ. Mấy hôm á, cái cải này. Cái cải hạt, lên tốt hả? Hạt giống cải của người Mông nó về đấy. Ở đây là cái này là người cái hạt giống nó rơi vải ra đây hay là người đâu phải người ta trồng đâu đúng không? Không phải, đấy là nước ở trên nguồn của họ, những cái giống cải này là giống cải của người Hơ Mông ấy. Dạ. Họ trồng trên sườn núi ấy. Dạ. Giờ nó đợt lụt nó trôi về đây. À. Em thấy chưa, đợt lụt nó. Thế là đấy, nó mọc lên đây đúng không? Nó mọc lên đây, cải này rất ngon lắm. Cải này ngon của người dân tộc Mông nó trồng dân dưới suối ta không có những cái giống cải này đâu. Nhổ đó vào đó thôi nữa, đưa vào cho bé, cho gia đình bé Ngọc Châu này. Đấy. Đây được một buổi trưa rồi đấy đúng không? À, quý vị ơi, hôm nay là em Minh lại có mặt trên bản Sơn Hà, đầu nguồn của dòng lũ. Cách đây mấy tháng về trước, dòng lũ đã cuốn trôi cướp đi sinh mạng của bé Ngọc Châu 4 tháng tuổi. Hôm nay mình lại về trên dãy núi này. Đây là dãy núi đầu nguồn của thượng nguồn ấy. Nước đổ về những dãy núi đá này thì từ trước đến nay là chưa có những hòn đá mồ côi to như thế này, mà đợt lũ vừa rồi nó đã trôi từ thượng nguồn trôi về những viên đá mồ côi to khủng khiếp. Dân đây họ sống, có người sống đến 80 tuổi họ này chưa bao giờ chứng kiến được những viên đá mồ côi như thế này. Và hôm nay em Minh lại dẫn mời quý vị đi vào thăm nhà bé Mua Ngọc Châu 4 tháng tuổi vì lũ cuốn trôi. Xin mời cả nhà ta cùng đi ạ. Ôi chào em. Em khỏe không ạ? Đấy, có. Đấy. Hôm nay chị lại vào thăm gia đình em lần nữa. Dạ. Đấy, chị thấy rau ở bờ suối ấy. Dạ. Chị thấy ngon, thế là chị hái vỏ rau này là chị đưa vào để trưa nay cho em làm cơm ăn. Dạ, ở đấy chị. Vì chị cũng biết mà, mình ở đấy thì cũng có cái gì ăn ấy. Dạ. Thì chị hái nằm rau này rồi em chưa về nấu bát canh. Cảm ơn. Chị xin giới thiệu, chị là Phạm Thị Hồng Minh, trưởng hội thiện nguyện vì người nghèo huyện Kỳ Sơn ấy. Hôm nay chị lại vào đấy thay mặt cho chú Hà Huy Khánh. Em có nhờ chú Hà Huy Khánh hay chú đã đưa tiền vào cho gia đình mình nhiều lần rồi á. Dạ có. Chị thay mặt cho chú Hà Huy Khánh với các quý mạnh thương quân vào để thăm hỏi gia đình nhà em thử sau một đợt lũ lụt và đã kéo dài mấy tháng rồi, thì gia đình em đã ổn định hay chưa, như thế nào, thì em dẫn chị về nhà, ta thăm ngôi nhà của em một tí. Dạ. Đúng không? Đấy. Chồng em đi đâu em? Chồng em đi làm rẫy. Đi làm rẫy à? Dạ. Chồng đi làm rẫy thì theo như chị biết thì hôm nay cũng đã mấy tháng trời rồi, thì cuộc sống vợ chồng em đã ổn định nhiều hơn chưa? Cùng một chút rồi ạ. Cùng một chút rồi à? Dạ. Thì bé Ngọc Châu là con thứ mấy em? Dạ, con đầu của em. Con đầu của em? Dạ. Rồi là có đứa nào không em? Dạ, không ạ. Thì là bé Ngọc Châu mất cái 4 tuổi đấy là con đầu của em. Dạ. Và em cũng chưa có bé nào nữa, đúng không? Dạ. Thì chị cùng chúc vợ chồng em sẽ có sự nguồn đồng viên mới mà sẽ có đứa bé ra đời để làm một nguồn đồng viên an ủi cho vợ chồng em. Thì sau đợt lũ rồi thì vợ chồng em dự tính làm gì và như thế nào? Kể cho chị Minh chia sẻ, chị Minh về là trên kênh của chú Hà Huy Khánh á, cho mọi người được biết, thì em xin mời em. Rồi, hiện tại thì em đang đi bán quần áo giấy chợ ạ. Còn chồng em thì ở nhà làm việc là bạn. Bây giờ em đang đi bán đồ nên chị gọi là em về đây liền. Hiện tại mình nhà mình chưa có, chưa làm được nhà ở, thì em đang ở với nhà em, ở vợ chồng em đang ở trọ hay là thuê hay là như thế nào em? Dạ, hai vợ chồng với bố mẹ thì đang đi ở dưới nhà ở. Đang đi ở dưới nhà ở? Dạ. Tối lại là phải về nhà ở đúng không? Dạ. Rồi có dự định tương lai thì mình sẽ như thế là nào, làm nhà hoặc là nhà nước có hỗ trợ gì hay không em?
cũng có sẽ làm nhà, con làm nhà xong thì sẽ tính sau. Thế bé Ngọc Châu thì mình thờ cúng ở đâu em? Theo phong tục người Mông thì mình thờ cúng như thế nào? Ở ngôi nhà này hay là cúng ở đâu? Dân tộc em thì qua 13 ngày là phải không cần thờ nữa. Dân tộc em là qua 13 ngày là không thờ nữa đúng không? Dạ. Rồi là cuộc sống em hàng ngày thì em đi làm bán thuê quần áo rồi chờ. Sáng em đi bằng phương tiện gì? Em đi bằng xe máy. Em đang thế mẹ. Dạ, hiện tại thì em chưa có bằng nên là em đi xe cúp. Em đi xe cúp. Dạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 19. 19 tuổi. Dạ. Và đi bằng xe cúp thì nhiều bữa về trời mưa gió thì lên dốc có thấy vất vả không em? Cũng có chút nhưng mà vì cuộc sống thì phải cố gắng. Cũng có chút nhưng mà vì cuộc sống thì mình phải cố gắng thôi em ơi. Dạ. Thu nhập của em thì một tháng là bao nhiêu? Một tháng thì chắc là tầm 2-3 triệu thôi ạ. Họ chưa nói tiền cho em nhưng mà khoảng tầm 2-3 triệu em. Dạ. Bây giờ cái gì cũng thế em ạ, cuộc sống như thế thì mình phải cố gắng thôi chứ vì chồng thì đi làm rẫy, là tối về là chồng nấu cơm cho hay là em về em tự nấu? Về thì bố mẹ chồng nấu được cũng được, con em nấu cũng được. Dạ. Nhưng mà em đi về muộn. Em đi về muộn đúng không? Dạ. Cảnh đi làm thuê cho họ thì chị hiểu rồi, phải đi sớm về muộn. Tiếc hẹn hôm nay vào mà lại không gặp được chồng em này. Đây là nếp nhà của em giờ ra đúng không? Dạ. Đấy là nếp nhà của giờ ra vẫn chưa làm được rồi em. Đó. Hiện tại thì chưa có đất đai nên là cũng chưa có đất đai chưa làm được. Đây là gỗ của nhà vợ chồng nhà bé mua Ngọc Châu dở ra vì lũ quỵt đối thì cùng vượt vạt lại được từng đấy gỗ ấy, nhưng mà chưa có đất cho nên là cũng chưa dừng được ngôi nhà lại. Nên hiện tại thì vợ chồng em ấy phải đang đi ở nhờ nhà ó, và em ấy thì đang đi bán đồ một tháng thì thu nhập khoảng được 2 đến 3 triệu cho người dân ở thì ngoài chợ Mương Xén. Cuộc sống của dân người Mông thì 63 ngày em nhỉ, là không thờ phụng nữa, cho nên bé Ngọc Châu cũng không có văn thơ. Hôm nay mình vào thì cũng không có văn thơ. Hôm nay thì chị thay mặt cho chú Hà Huy Khánh, hiện tại là chú Hà Huy Khánh đang ốm và đang điều trị ở bệnh viện quê nhà cho chú không lên được, và có cả quý mạnh thương quân ấy gửi số tiền để vào đồng viên, chia sẻ, thăm hỏi để cho vợ chồng em đỡ tủi thân và cố gắng làm lại được ngôi nhà và sinh được một cháu bé. Chị hy vọng là sau sang năm chị sẽ vào thì đã có bé cho chị bông về đúng không? Dạ, cảm ơn chị. Em có theo dõi trên Facebook của chú nhưng mà em cũng thấy chú ốm nằm viện, nhưng mà em chúc chú thật nhiều sức khỏe ạ. Em cảm ơn chú đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều ạ. Thì em giờ tiền đấy thì em nói cho thật to thật rõ, nói tâm sự với chú Khánh một tí đấy. Em nói đi. Dạ, con chào chú Hà Huy Khánh. Con có theo dõi chú trên Facebook cá nhân của chú, con cũng thấy chú, nhưng mà tiền đấy thì con gửi lời cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chú đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều. Chúc chú thật nhiều sức khỏe, mau trở lại với bọn con ạ. Sau đây thì chị vào đây thay mặt cho chú Hà Huy Khánh, vì chú Hà Huy Khánh ốm cho nên không lên được á. Cáo trực tiếp thì chị có cả quỹ mạnh thường quân gửi về 3.500.000 đồng. Thì chị thay mặt cho chú Hà Huy Khánh gửi, đấy là mạnh thường quân thứ nhất, là chị Vũ Thị Nguyệt ủng hộ gia đình em 500.000 đồng. Dạ. Thay mặt cho tất cả gia đình cũng như thay mặt cho chú Hà Huy Khánh và mọi người thì chúc chị Nguyệt, gia đình chị Nguyệt luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn chị.
chị đã dành món quà yêu thương đến tận tay người đồng bào dân tộc Mông nơi em mình sinh sống. Và thứ hai là em Tân bên kênh của Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn, em Tân ở bên kênh Thanh Nguyễn ủng hộ 3 triệu đồng cho bé mua Ngọc Châu. Thì thay mặt cho gia đình bé Ngọc Châu cũng như thay mặt cho chú Hà Huy Khánh thì xin trân trọng cảm ơn em Tân bên kênh của Thanh Nguyễn đã ủng hộ bé Ngọc Châu 3 triệu, tổng là 3 triệu 500 ngàn đồng. Xin trân trọng cảm ơn quý mạnh thương quân. Chúc em Tân luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bình an ạ. Xin đẹp. Đấy là số tiền của chị Minh Cao cho nợ đây này, em cầm thư giấy này cho chị ấy. Đây này, 500 này, 1 triệu này, 1,5 triệu này, 2 triệu này, 2,5 triệu này, 3 triệu này, 3 triệu 500 ngàn đồng. Đó. Dạ, em cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho gia đình em ạ. Qua đây thì em này thì em đã có cảm ơn. Em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và anh Hà Huy Khánh đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Em cảm ơn. Thì chị đến đây thì chia sẻ mọi cái vui cũng như cái buồn là cổ em vừa trong em cố gắng đùm bọc yêu thương lẫn nhau và cố gắng khắc phục những nơi đó. Thì rồi đấy em Minh và toàn thể cùng xin phép phá về. Tôi chúc vợ chồng luôn luôn mạnh khỏe và sinh được em bé. Cảm ơn chị. Một lần nữa cho mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn luôn hướng về mảnh đất Kỳ Sơn của nơi gia đình bé Ngọc Châu cũng như nơi mà em Minh sinh sống. Còn bây giờ thì mình xin khép lại chương trình tại đây và xin chào tất cả quý vị.